Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì hiện tại giờ là 7 giờ rưỡi tối. Thì mình vừa mới nhận được cái thùng điện thoại này order về tới cái thùng thư của nhà mình. Đó. Cái thùng điện thoại này thì mình chưa khui luôn nha mọi người. Thì tí nữa mình sẽ khui ra thử và quay video cho mọi người cùng xem. Đây thì mình order một chiếc Nokia 3300 và một chiếc Motorola V8. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mở ra phía bên trong cho mọi người cùng xem. Thì mình vừa mới khui phía mặt trên rồi nha mọi người. À. Và đây là phía bên trong của nó. Chiếc này thì mình order ở bên Anh. Wow. Một tay quay và một tay gỡ ra nên cũng hơi khó nha mọi người. Để đợi mình tí. Đây là sau khi mình đã lôi em nó từ trong chiếc hộp ra nè. Đây là gồm hai chiếc hộp điện thoại nha mọi người. Đó. Trong kế tiếp mình sẽ bắt đầu khui cái lớp lớp bao phía bên ngoài. Đây, sau khi mở ra lớp bao phía bên ngoài thì đây là hai em nó nghe mọi người. Đó, một chiếc điện thoại Motorola V8 màu gold, màu vàng và một chiếc Nokia 3300. Để mình mở ra thử phía bên trong. Giờ có một tay nên cũng bất tiện, một tay quay một tay mở. Để mình mở ra đây, và bây giờ mình đã mở ra xong để mình thử chứ. Đây, chiếc Motorola V8 nha mọi người. Chiếc này thì có màu gold này, nhìn rất là đẹp. Phụ kiện của nó. Còn bên đây là chiếc Nokia 3300. Mấy chiếc này giờ cũng khó kiếm anh em. Chiếc này thì hiện tại mình có hai chiếc màu xanh hết. Cũng đang tìm một chiếc màu cam. Này là phụ kiện đầy đủ. Máy thì đã qua sử dụng rồi. Ok, thì mình sẽ làm video quay chi tiết về từng em nó trong những video tiếp theo, thì mong mọi người sẽ theo dõi. Thì video của mình đến đây xin kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.